Mời Pinung hẹn chương trình truyền hình Linh San Cháy Hong Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa Pinung, xác định hạ tầng bảy lần tự hỏi tầng lần bởi còn tiêu cục đáy nền kinh tế sau hỏi và thêm ăn lây hồng lao lỗ đầu tư học còn lánh tuyên quang. Lánh tuyên quang si đang tập ốc lại nguồn lực cục mạnh kết cấu hạ tầng tầng lần bảy tươi phùng hòn lánh lao. Ném cái lại công trình tầng lần bảy liền vùng tranh điểm vài hơn đáy tập ốc cục sau si đẻ ảo hào dung. Sư tầng lần bảy do cho bản mưng cục nà luôn đáy giỏ lần sao luôn đáy cục mạnh hơn thêm. Về buôn bán hòn cửa hàng lào triệu thị sen xã trung sơn viên ý sơn mang lốc lầy ngài lần nâng cạn xe ca xin nhờ mời tèo tóc lần hơn lời cây đã đáy lò bê tông tá sen vốn tài trợ hòn tổ chức còi cả còn ấy tèo tóc lần tộc phôn sư pam lùm để đụt sư phò bần quay công với cục kiên buôn bán gì nhóm phát triển lúc nấy sự đã cực tá lần pay đã đáy đầu tư sự đẹp kinh tế hòn penung đã mây ăn đuổi mỏ. Ta nghiên mấy tháng lần mọ lào xì phấn khởi, ta lần mọ xì ăn mong ước lại bày liệu, lúc nấy mấy tháng lần đời nâng đấy, càng trông xì bùn bán sao chúng lầy thu tuận lầy, hân dân bê thoi ngài hơn, cầu xì họ phạt bùn bán cục kìn. Ta lần bê thoi thuận lầy xì đã tác động đời lên công việc cục kìn, hòng chút xưởng chế biến mây sau lâm sản hòng sở trung sơn. Vận chuyển nguyên liệu sau sản phẩm ngài hơn, hân dân đã họ phạt đáy quy mô cục kìn, áo thang đáy giá trị kinh tế tại đồng mây sau tàu thêm với cục Khái Lan cục công. Cơ sở hạ tầng giao thông của xã Hồng Sơn đã được đầu tư và xây dựng. Cơ sở hạ tầng tăng lần bay hồng xã Trung Sơn đã đầy đầu tư TC tăng lần bay bê tông giúp bên hùng bay thoi sau buôn bán hàng hóa thuận lợi hơn giúp hãy xã Trung Sơn ngày càng phát triển giúp cho xã Trung Sơn ngày càng phát triển mặc ná cho bán mưng cục nà hồng cho xã để tránh xây ăn hãy thiên dọ tịt vịch tăng lần bay còn hỏi lần xây tiêu đầu tư của mọi hệ thống kết cấu hạ tầng tăng lần bay vài sở hiệu quả. Tuyên quang là đấy, bạn học dùng đời chúc nguồn rành sư sĩ cần mời, ăn lanh tá với đại hàn dân, có là nụm, cục đáy cho mục tiêu đã tập ọc. Đề án lọ bê tông tăng lần bầy bán mưng, sau cục kiều khương tăng lần bầy hòng cho bán mưng cục nà. Tá bầy lòng xin lên người speed, lên bầy lòng xin lên người khá, xí rất đài cho ăn hòng cắn. Mục tiêu hòng đề án xin lọ bê tông là nhất, rất xin lên pẹt dịch về tăng lần bầy bán sau tăng lần bầy ọc nà. Cục là nhất, lòng phạc đèo kiều. Tục lăng tham bầy ọc đề án đã tạo ăn tổng thuận sang đèn dân. Có phong trào hãy tôm cục tăng lần bầy, cục cừu bực phạt, hàng bạc tỷ môn đã hân dần có phần. Cho tuyên tăng lần thắn lai tỏ sầu, cho theo cừu khánh bầy thế bê tạt cạt, họ cơ hội cục mạch kinh tế, dư khái khoảng cách tung càng miền xuôi sau miền ngược. Trong quá trình tổ chức thực hiện các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nhân dân đồng tình ủng hộ cao. Đài lốc hỏi họ cục cho tuyên tăng lần bầy rồi để tránh, hân dân tổng lâm ủng hộ làng, qua vịt hân dân hãy tôm. Bỏ nghìn công suy tôm thêm cục tăng lần bầy đã góp phần hai dân vận chuyển hàng hóa áo tàng giá trị hàng hóa nông sản đã động viên tranh săn huy động đáy nguồn lành đàn dân có là nùm tiêu cụ hấn bán mưng cục nằm mò đầy lánh kèm đúng chủ trương hân dân cục là nùm hỗ trợ tỉnh Tuyên Quang với đúng chủ trương là nhân dân làm nhà nước hỗ trợ. Lúc nấy liều tăng lần tá trung tâm viên lần trung tâm chốt xa đầy lánh đã đáy lò rừng lò bê tông. Tăng lần lên đây, xì đẹp đáy cung mạnh liền cặn. Chứ kết quả nấy, xì đã ảo thoại, ăn la lổ mỏ, hái cho viên, cái lợi, hái thiện cho ăn răng bầy mỏ, mới tính đột phá đài cứ bay lần.